Oh, xin chào anh em nhé. Bữa nay chủ nhật nha. Lên cái video để anh em xem. Ai có nhu cầu alo nhé. Rồi, bắt đầu cái số 1 này. Của Đa Đa Sô. Đa Sô. Kim một quả nhỏ gọn, cái này dài được 20, hơn 20 tí. Răng này. Rồi còn thêm một cái kim này này. Kim này là kim nguội, răng sắc đẹp. Đó, nguội trong này có cái tem, chữ gì để trong này. Đây. Đó. Rồi, cái số 1, cặp này. Rồi cái số 2 này. Số 2 là cái kim nguội của kim nhọn, kim mũi mỏ nhọn đó. Nguội đây có chữ nhưng mà không biết chữ gì, nó hơi chết đấy. Đây có chữ này. Kéo này lột xo nó mật đâu nó nung ra, kéo tỉ lá không, cái này xoay được. Đó, mật cái lột xo đâu, anh em về xem thử cái lột xo nằm đâu, cái gần một thôi. Tôi không biết nó đâu, có phải thế này không là. Xoay được nhá. Rồi cái số 2 này có chữ này, chữ gì có scan gì đây này. Rồi một cái kim vừa này này. Rồi cây số 2 cũng 120k. Cái này cắt được lá, cắt lá, cắt tỉa lá cái tất cả nhé. Rồi 120k. Tại sao này bán kém này về anh em có cái sử dụng cái thêm cái gì mà có mà sử dụng. 20. Nhà em nào chuyển khoản bao ship luôn. Chuyển khoản bao ship là lỗ nó, bao ship là lỗ nó. Không phải là lời lại bao nhiêu đó. Cái này. MCC này. Đầy đủ bộ phận. Tên nó biết tên này. S A. Nó V S S kia, V S của MCC. Cái tuốt dây điện nhưng mà nó hơi nặng. Đầy đủ hết nha. Hơi nặng thôi, MCC này. Đó, rồi cái số 3 180. Số 3 này.
cái này có người hỏi bữa trước có ai hỏi nhưng mà nó khi lâu rồi quên cho tôi là ai hỏi rồi tìm về rồi nó quên luôn ấy, không nhớ ai nữa. Cái mình nhớ thì nó nhiều lắm, nhiều rồi cây kéo cất cất canh này, đây nó có lâm râm mẹ này, vân cái mũi này, về mai nó coi như là ok, có chữ này, chữ nhật này. Sạch te nha, nói chung dạng này thì mình chỉ biết chữ vậy chứ không học tiếng Anh, không học tiếng Nhật gì cả thì không biết được. Mất rồi sau này, để mất rồi sau này, xịt xong. Đó. Rồi, cái này 100k. Cái số 300 này, cái số 4 này. Rồi tiếp tục này cây cắt gì đây này? Đây chữ này. Chữ gì đây chứ đây cũng lọc rồi anh em xem như cũng lọc rồi biết là có chữ thôi chứ không phải chữ của Trung Quốc là được rồi. Đây cặp này này chỗ này không phải mẹ nhá, cấu tạo này chứ không phải mẹ đúng không. Đây đó xong này. Rồi, cái kim này này, kim mũi nhọn này, xít này, cắt dây cắt này được này, ký hiệu này, rồi, cái này 120k, 120k bởi vì là coi như là sao là, cái này là 80, cái này 50. Là 103 nhưng mà giờ cặp cái này 102 thôi. Số 5 này. 120. Cây số 4. Cặp kim này này. Không mẹ xít này có chữ gì đó đây chữ này chữ gì đấy nghĩa nó không đen này như cái đồ cũ nó đen này kim này này mũi nhọn này ngồi nhá ngồi chứ đừng có làm điện đồ cũ đừng có làm điện điện mua cái loại điện răng đó. Hai cái này 100 cái số 6 100 cái dây sau này một trăm rồi cái số 7 số 7 này à, chữ nhật này. Cũng có lâu chỗ này là lâu để tìm cái chữ nhật thôi kẹp xin đây này. Đó, cái này nó rộng được có 24 25 á. 25 á. 2,5. Những cái kéo này này. Cái này nó mất lò xo này, tìm lò xo có lò xo nhưng nó không vừa. Có chữ này. Chữ anh chữ gì tết treo gì đó. Rồi hai cái này 120 trăm
đặt trường có những người khó bán ít người mua để bỏ qua ra. Mà cái đồ bài thì nó giả nó trời ơi. Rồi tiếp tục là cái này là cây dũa này, dũa lá này, có mẹ này, sắc, dũa sắc nhưng có mẹ, mẹ đây, đèn tin, dũa sắc lắm, đang sắc cây này thì như đang mới đấy, biết mẹ là lý do gì, kim màu nhọn này, răng, kim cắt xéo này. Chỗ tút dây, chỗ này trong này là tút dây thôi, chẳng phải nó cũng cắt gì trong này mà mẹ đâu. Ngoài này, đẹp này. Rồi, chữ đóng tùm lum lên Victory có hàm đơn giả đây này. Rồi cái này trong tám ca đó, tiếp tục cái số chín này quả này. À cái này có lò xo một lần đẹp á, cái này có lò xo thật lạ đấy nhá, lạ đấy chứ loại này tiện lạ thôi. Cái này có lò xo nhưng mà cũng xoay được. Đó. Lò xo thì không xoay được ở cây kiệu. Chữ không có thấy chữ gì hết. Mà đúng ra là nó rét rồi, mình không có tìm tòi, không có chữ gì hết á, trên nó bọc cái bọc. Đó. Cái này kẹp em. Kẹp này này. Nó nhỏ, cái này nhỏ gọn lắm. Cũng không có chữ xít xong này, không có chữ. Rồi cái này 100k chín này 100k nhanh gọn. Rồi tiếp tục số 10 này, cái một lết này, cái này nó cái lỗ nó toe bằng cái gì toe top này, thằng top này, chữ nội này, cái này thì cũng giả không gì này. Đó, nó ra từng này, nó ra được rồi 4 phân gần 4 phân. 4 phân ngắn nha. Ngắn một khúc à. Khúc à, cái này bỏ từ trên được nha. 13, 15. Chiều dài của nó cũng 15 đây. Đó. Chưa. Có đồ rơ này, có đồ rơ này. Nhưng mà rơ chiều ngang thì không sao đâu. Chọc thì ok này. Đó, nó gộp từng này này. Chưa. Top. Có ký hiệu gì đây này. Đó, cái này 100k. Cái số 10 100. Số 10 này. 100k. Rồi. 11 này. Là cái này này. Thằng BB gì đây, BB. Đó, chữ cùng thấy xít nha, chữ này. Chữ này. Kim ngồi nhá. Cắt xít này, răng này.
cộng thêm cái này này này, cái này là cái 1, 2, 3, 4 lỗ, 4 lỗ khác nhau, nhưng mà giá trị không có số, không đầu số đâu, 4, 5, 6, 7, 8 lỗ này, cái khúc này, khúc này như khúc xương, rồi, cái này 120k. Số 11 này, 1, 2, 10 đó. Rồi 12 là một cái búa này, chủ nhỏ đinh này, chủ nhỏ đinh này, chữ nhật này, đây này, đóng cái chữ nhật đây, chữ búa, đóng chữ búa đây này, chữ này chữ búa đó. Chưa, nó dài được là cao được 13, rộng được 20, rộng 24, rộng 23, 23, 24 vậy đó. Tiền lợi hai mặt, đầu búa nhật. Cái này 80k. Cái số 12 80 này, rẻ nhất đấy đó. Anh em thấy chỗ nào rẻ mua thôi, nó có sao đâu. Nó buồn luôn này. Cái này 21 này, chữ nhật đấy này. Này 80 luôn, cần không có chỗ nhổ đinh. Cái này 12, 13 này 80 rồi, 14 này kéo à. Cái này MCC, cắt thuốc xịt này. Loại này là không phải thử đâu, không phải test, không phải thử đâu, ok là không phải thử đâu. Đó, mất cái gai đó thôi, chưa rồi. Cái này 80k rồi, cái kim cắt nó nhỏ lên 100k này. Cắt nhỏ nha. Rồi, hai cái này 100 này, chị anh em về còn sử dụng nữa. Chứ rồi về rồi không có. Đi về chưa chắc là làm, chứ bỏ đó rồi. Thì chưa chắc là làm. Cây số 14 này. 14. 100k. 100 nha. 100. Cái 15 cái kim mở phe này, cái này là mở phe trong, mở phe trong đúng rồi, mở phe trong, mở ở đâu chốt ở đó, có cái khóa này, có khắc này, có khóa này, này. Chữ này Ogora gì đây, Ogora này. Đó. Chưa. Rồi ra lại đó. Cái này. Cái này 80 quá. 80. Thêm cái đục này này. Đây, đục này có chữ này. Một cái này thôi, một khúc này thôi. Thấy sắc bẻn nhặt cân lên. Tiền đấy, 15 cán là mà sử dụng. Vì là bỏ cái sắt vào đây là có như đục cây, anh nào mà làm bên cái pin chọt chọt 8k. Anh em chuyển khoản bằng ship nhé, còn hàng hôm qua là vì đóng gói rồi, giờ là gửi đi hết. Cây số
15 100 rồi số 16 cục đã cái này cục cứng nha, cứng nha, hồi mềm cứng ở đây luôn. Đây anh em xem như là tôi cũng đoạn này tôi chưa sai chữ này, chữ tùm lum ở đây nhưng cũng không biết chữ gì hết á. Cái này cái này mua trên Shopee nó mua khoảng 300.000 đấy. Cái số 16 này, 16 80k trên Shopee thì khoảng 300, 250, 300 á. Rồi tiếp tục đây số 17 này, kéo chưa liền luôn, khỏi luôn, mất lò xo này, mất cái lò xo này gắn vào của chị nhê cho thật ngắn. Lò xo này gắn vào ngắn, anh có lò xo rụt gà đó, chúng phải lò xo này đó. Nhưng vì chế lò xo, bỏ lò xo vào được, này có chữ. Một khối, kéo một khối. Chữ nha, có chữ nha. Rồi, cái này kéo cất canh, canh không xuất mẹ gì hết á, nhưng mà nó có rơn anh em về quản lại về vặn lại nhé. Ồ cái này nó tán này, về tán lại thì tôi chỉ lấy nguyên bản để vậy thôi. Cái này 120k. Cái số 17 120 mở quá hai viết mười bảy tăng 20k này, 18 này cặp ki cặp giấc ki đây, kéo luôn còn có lò xo đẹp này. Mùi gạnh tí này gạnh tí này. Cắt cành cho tôi cắt trong này chứ đâu có cắt ngoài đâu. Có cái khóa đây nhưng mà bị bể mất kia nắp này đâu. Cái số 18 cái này liền nhá, liền một khối luôn này, cái này liền khối này không có chắp đâu. Rồi 18 này một hai mười trong 20k đó. Rồi 19 cái bấm cốt này, sao nó cột cái dây đây này gì đó. S I S 18 1814 đây, chữ này chữ nó đây này. Thank you.
Dạ, rồi, cái này á 150k này. Anh em nhìn xem này, cái này là nó dài được 29 năm. 29 năm này. Đó, rồi. 150k. Cây số 19. Ben hoặc đó, cái đầu thôi không biết làm nó vặn cái ốc gì đấy này. Thêm cái ốc gì này. Bên nhà trong phải túi đó, tôi không còn làm nó có đâu đó. Rồi cái số 20 150. Anh em mua nhiều món này, chuyển khoản để bao ship luôn nhá. Chỉ một món bao ship ngày lắm. 20 này. 150k. Bên Nhật cái này á, nó mua của Nhật lô mới chứ người còn triệu gần triệu. Cây số 21 này. 19 này. 21 này, của top này. Cái chuột cái này là nó ở trong nhá, nó ngầm trong á, không phải đâu. Đảo chiều. Đồ không lắc không rơi gì đâu. 19 21 bát top. Vậy thôi, chỉ biết vậy thôi, trong là ok nhá, đây trong. Trong sắc thấy chưa? Sắc lỏng không? Sắc không? Rồi. Cái này là 130k, 21 này. 21 này. 130. Rồi, cây 22. 2 này. 21 này. Mà chỉ in Japan là khoảng 19 này. Đó. Chiều đó, trong mới luôn rồi, mới cho dầu cho nó khỏi chị dẹt nên để bãi về nhìn nó cũng ấy lắm, khó coi lắm, bỏ dầu à, dầu hỏa dầu lửa thôi chứ mới luôn rồi. Cái này 120k. Thua cái kia là cái kia nó thu vào là dễ bán hơn là cái này thì mới hơn. Cái số 22 này. 120k. Rồi, cái số 23 này. Kéo nhưng mà lấy được cái nào là làm cái đó thì chứ cũng dù cũng có xếp được. Tôi cũng có cái gì sắp đặt đó. Cái này không bị liền. Chốt cái này chốt thì không có liền cũng không thấy chữ sắt sắt xít mặt rồi so còn lâm râm mẹ bề mài đấy chứ mẹ cái này nhá một cái này cộng thêm có cái này 80 đấy, có chữ cái này, chữ đấy, này. Đây chữ năm, nó mà cho nó chữ đấy, 80.000, 500 mẹ, anh em về mai về á,
tối không có mai, tối lại gì về làm lại chứ mai đó nè. Anh em mà nói là mông má này tùm lum tôi không có làm. 23 80 24 thì cần cái này được có 10 lít thôi, cái này còn 10 lít thôi chứ không còn nhiều đâu, đúng 10 à, hơn 9 lít, gần 10 lít đó, mịt một mấy tôi cũng còn cái này cũng biết nhưng mà không còn danh không nhớ nha. Giá bán này, chữ giá bán nó nằm đây này, cho bạn nằm lên một cái đèn đen này đó, đảo chiều này đó, 80 số 23 24 80 25. Ok, đây 25 này. Thực ra mà nói là cái này nó bị đâu nó hàn đấy này. Hàn bên bên đây này. Nhật hàn á, tôi không hàn, tôi trong cái bộ nó thì thảo ra là lấy về thôi, không mẻ gì hết. Nó cũng có một tí đây. Chữ Nhật này. Có chữ này. Thì lâu quá xem cái chữ nó. Là bên Nhật hàn nó nha. Bên này chưa hàn, à bên này nó như cái búa mà nó chặt gãy mà hàn thì biết là coi như là làm cỡ nào rồi. Cái này cao này, cao được 12, hơn 12 nhưng mà cho 12, hơn 12, lưỡi của nó được 10, lưỡi 10, đó. Cái này là 120k này. Cây số 25 25 1 20 120 1 20 biết rõ rồi. Cây số 21 22 rồi, 21 một cây này là cái bảo vệ của cái máy mài cầm tay nhá, cầm tay này, đây là số này, 100 x 6 này, 4300 m trên min, m này, min này. Đó đầy đủ nguyên ở đây, nguyên ốc nguyên kiện, cái này nhiều anh em thiểu lắm, một cần nhiều anh em cần cái đục này. Giờ chữ này, giờ chữ này. Đó, sắt này. Đục này là đừng còn ngon lành nên mình lấy đó. Cái này đục này là dài được 17 năm. Lưỡi của nó được 14. Lưỡi 14. Rồi. Cái này 100k. Tám nha. 100k. Trong nói cái bảo hiểm nó cần lắm, những gì xài thấy ớn. Đá bể phát ra đi luôn. 26. Trong đục là 70-80 nghìn cái. Mua ngoài á, còn của Nhật thì có như tầm mấy rồi. Rồi tiếp tục cái này bị chuột MCC này, nhưng mà cục khúc thôi, đứt đuôi này, cắt chỗ này là dấu cưa này, dấu cắt này. 14 17 14 17
lắc đó, cứng lết bạc vô. Cái này 100k số 27 100 đuôi chuột gãy nha, đuôi chuột gãy đứt đuôi, chuột đứt đuôi. Rồi tiếp tục một cái lưỡi cắt cắt gạch của cái đá máy cầm tay nha. Ok nha, thẳng nhưng mà nữa đâu có số này, có số 6 3 1 3 7. Đây qua có lâu để tìm cái số nhất là phải có số, không thấy chữ nha. Sử dụng rồi nhá, còn 50% thôi, còn thêm một cái lưỡi cưa này, sắc nha, sắc á, không phải dở đâu, tay vuốt này là ok này, cứng cáp đó. 28 100k. Anh em ra mua cái điểm mới ngoài là coi cắt kia là coi như đang còn cắt nó nóng còn nó vinh. Nóng vinh, vinh là coi như sao là bỏ luôn. Mà mua làm gì có chữ có số gì? Ngoài cái vỏ. Rồi. Cái số 28 phải không? Rồi 29 này. Rồi 29. Ừ 29 là cái cặp này. Cặp này là nói đúng ra là thấy ở bãi nghỉ nó có một nốt chuột chiều bên này dư có nên nó về này, có cái to cái nhỏ. Anh em xem nó có sử dụng được không? Nhận cặp mình cái to cái nhỏ mất. Ủa, nó vừa này bằng này, nhưng mà bên mã to mã nhỏ thôi đó, thấy chưa. Máy tiền á, cái máy cắt máy tiền rén á, đó một cặp này này, một cặp này nhá, trong khi máy tiền rén là một cặp này này, còn thêm một cái này này cũng là máy luôn này, mở cái máy gì này, mở máy đó, rõ ràng đó nha, 100.000 thôi, cái này 100k thôi đó. Một cái máy tiền đen hai cái đó, tiền đen có hai cái đó thôi, bằng chốt thôi. Đó. Rồi cây số 29 100k. Đi máy. Rồi cái 30. Này cái 30 này. MCC này. 4550. Đó, hàm lượng giá đây, như trong mới luôn nhá. Online nhá. Rồi, răng này. Đó. Răng này. Được chưa? Cái này là 4550 thì anh em biết rồi, chỉ mua về sử dụng thôi chứ còn ly thì anh em biết hết rồi. Đó, rồi tiếp tục đo này, chỉ phần sử dụng được 8 7 ly rồi, 75 gần 8 f 8 mình được 8 mở ra tí nữa đó, 8 phần nha. Rồi cái này là 450 là 240k. Cây số 30 là 240k. Đó. Rồi, hôm nay lên từng nọ thôi. Anh em có gì thì coi như alo rồi hẹn gặp lại nhá. Đây của anh gì qua mua cái bộ số 9 rồi đây, gãy mũi này. Kiểm tra xong là coi như là để được chuyển cho anh mà gãy, chứ không phải là lừa anh đâu. Cái số 16 gãy mũi.
Rồi. Rồi. À, cũng 40 phút rồi. Rồi anh em có gì alo nhá. Alo. Nhắn alo xong thì nhắn tin. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.